vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Thế anh em có thấy gì không? 5 cục vàng. Anh em có thấy gì không? Đó là tem địch, là tem top 1 nha anh em. Tem địch là top 1 bảng xếp hàng luôn đấy. Top tường luôn đấy anh em ạ. Anh em thấy những cái tên là biết nó sẽ như thế nào và nó sẽ ra sao rồi. Nào là tập chơi Enzo này, nào là quý ý này. Rồi đủ các kiểu anh em ạ. Nói chung trận đấu này đối đầu với tem top 1 thì sẽ như thế nào và nó sẽ ra sao thì anh em cùng theo dõi clip nha anh em. Liệu đó là có thể chiến thắng được, đó là tém toàn là top 1 hay không, và tỷ lệ thắng thì siêu cao hay không, thì anh em cùng theo dõi clip này của mình. Nếu mà anh em cảm thấy hay thì đừng quên đó là để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần nha anh em. Thì chắc chắn rằng khi mà đối đầu với những tém top 1 thì cực kỳ là khó khăn anh em ạ. Bởi vì người ta có kỹ năng cực kỳ là cao mới có thể đó là leo lên được đó là top anh em ạ. Trừ những trường hợp bục bẩn thì mình không nói nha. Bục bẩn thì mình không nói nha. Còn trường hợp mà cay tái thì thực sự phải kỹ năng cực cao mới có thể là lên được, và đánh cực kỳ là nhiều và quá rất kỳ là nhiều mùa mới có thể lên được anh em ạ. Uầy, anh em thấy gì không? Đám nổ kính thật. Mấy ông này thì chắc chắn là ngọc cực kỳ là chuẩn rồi. Anh em thấy nổ đám kính chưa? Mình phá đó không nghĩ đó là vẫn còn cái tốc biến ấy, nhưng mà không nghĩ cái lượng đám nó lại nổ to đến như vậy anh em ạ. Anh em thấy chứ, nó ép bua, ép cực kỳ là gắt luôn ấy. Thì chắc chắn người ta sẽ chơi cực kỳ là hay rồi. Hiện tại thì nói chung nick này thì cùng cáo thủ đó là XX sao thôi. Còn đối với bên mình thì có mấy người đó là cáo thủ nhiều sao nữa ấy. Gọi là 6-7 chục sao gì đó mới gặp được top 1 nha anh em. Chứ tâm tính ánh với cáo thủ sáu thì chắc chắn là khó gặp rồi. Ok, thì nói chung trận đấu này cực kỳ là gắt luôn. Hiện tại thì nó ép kinh khủng luôn. Thực tế thì trận đấu này mình bị mất cả phần lý anh em ạ. Thường thì mình chơi cả phần lý thì sẽ dễ đó là ép hơn, đầu game cũng khá là ổn. Nhưng mà hiện tại thì mất cả phần lý, ôi nó vào bắn trụ 4-5 người thế này thì 5 người thế này thì làm sao mà chơi được. Thế luôn này, mình nghĩ là nói chung tém nó thì đi chung mà, nên là chắc chắn thì sẽ chơi rất chỉ là hay và hiểu ý rồi. Hơn nữa thì kỹ năng rất chỉ là cao. Thì liệu trận đấu này tém mình có chiến đấu được hay không? Nói về quyết thì chất tưởng đó là giai đoạn đầu game chưa phải là mạnh đâu, nhưng mà giai đoạn về sau anh em ạ. Bởi vì về sau thì quyết bắn chỉ mang báo phê luôn. Hơn nữa thì chiêu cuối lương đám sạp thương chỉ mang cũng rất chỉ là tốt. Bây giờ thì cố gắng thủ trụ thôi, 0-2-0 rồi, và tém mình thì 1-7 rồi anh em ạ. Nói chung những trận đấu này thì mình vẫn thích gặp này. Thường là chơi dàng đó là ép trụ thế này hấp dẫn anh em ạ, chứ dễ dàng quá. Ui, anh em thấy Liliana nó cậu kia. Bắn này, ui. Pha này hên anh em ạ. Tuy là mình đó là chưa diệt được nó, nhưng mà nhờ vay nội tài của Wit ấy, nên là pha đó thì mình ăn được, đó là Liliana tém địch. Thực sự rất chỉ là hay anh em ạ. Anh em thấy chưa? Kính thật. Cực kính luôn. Chơi về ai chơi? Ok, pha này. Uầy. Double kill dành cho SP tém mình kia. Nãy giờ thì SP tém mình ló đi check map anh em, check bua cánh giúp rừng ấy. Nên nó cũng bỏ rơi mình một xíu. Mình bị ép sấp mặt luôn. Cứ 3, 4 rồi 5 có đợt đó 5 thằng nó ép thế này thì làm sao mà có thể thở được anh em. Bây giờ ở thế trần thọ thế này thì cần làm gì? Thì chắc chắn đó là cần cố gắng là phám và hạn chế chết. Uầy uầy, thôi xong rồi pha này đi. 36 kế chua là thường sạch thôi. Dính ngay xích đến từ Enzo rồi thì chạy thôi anh em ạ. Không có thể nào đó có thể cửa quầy nổi đâu. Nó hất lại và thì mình ngủm luôn ấy. Cực khó anh em ạ. Trận đấu này thực sự rất chứ là khó luôn. Bây giờ mình hy vọng là chiếc cuối có thể cài được con rồng, nhưng mà không dám đến cao anh em ạ. Nó móc một phát, nó nguật lại một phát thì thôi xong luôn. Thế nên bây giờ tích cực phám một xíu. Thì hiện tại bây giờ mình có tín hiệu là đổi đường đến từ vị trí của Elan tem mình nha anh em. Thì bây giờ sẽ đổi đường lên bên kia phám một xíu, chứ mất trù thì phám cũng hơi cực. Gặp những trận đấu này nó mới hay anh em ạ. Trận đấu nào mà hấp dẫn, căng thẳng nó mới hay. Chứ còn những trận đấu gặp quá dễ thì nó lại không hay nữa rồi.
Thực sự thì tém mình ai cũng đánh cũng tốt nhá. Chứ tém mình mà đánh không tốt là coi như là đi rồi đấy. Trận đấu này sống rất chứ là lâu rồi. Anh em thấy cái cách ép của nó phải gọi là cực hay luôn đấy. Những cái tên quá là bá đạo thì bây giờ hiện tại thì anh em có thể thấy. Mình đổi đường thì nó cũng đổi đường. Đây là cách chơi của... Ôi, thôi xong rồi. Pha này tốc biến chạy luôn này. Kinh khủng. Gọi là xích phạt nào đó trùng phạt đó anh em ạ. Mình mà ở trong vòng phạt là bị hất lại là thôi xong luôn. Mình lên rỉa luôn nha anh em. Không còn cơ hội để chạy nữa đâu. Thứ nhất đó là hiện tại. Ôi. Anh em thấy xích phạt nào đó trùng phạt đó. Ôi. Thế luôn ấy. Bé thực sự anh em ạ. Đúng là tập chơi Enzo có khác. Thế xíu nữa mình sẽ gửi đó là tỷ lệ thắng những đó là người này dành cho anh em ở cuối clip để xem đó là những người này tỷ lệ thắng có cao hay không. Nhảy đen. 1-4 anh em ạ, trận đấu thực sự trận này mình không được chơi luôn ấy. SP tém mình thì lo đi đó là check map để mình được farm. Nhưng mà cải kết thì mình cũng không farm được luôn. 1-4 anh em ạ. Ok, bây giờ cứ rủ trong trùm á. Anh em thấy trong trùm mà nó vẫn quật ra này. Đủ hiểu trinh. Thực sự người ta chơi một con thì tất nhiên là người ta sẽ chơi hay rồi. Kỹ năng tốt rồi. Nhiều bạn cứ hỏi là thắc mắc mình đó là nhiều khi combo của mình vẫn thấy lỗi hơn. Thì ví dụ mình làm clip thì mình làm biết bao nhiêu là tưởng thì chắc chắn là kỹ năng sẽ không bằng được. Đó là anh em chơi một con rồi. Nhiều anh em vào chơi một con thì chắc chắn người ta sẽ chơi cực kỳ là thanh thạo luôn. Còn mình chơi nhiều tưởng thì tất nhiên là mình cũng biết chơi dàng là chơi ổn thôi. Chứ con để mà bẹt thì cũng không phải là quá gì. Trận này gặp thực sự anh em ạ. Bây giờ mình không dám lên cáo này. Thứ nhất lượng đám của mình bây giờ chưa phải là nhiều mà lên cáo. Bị Superman nó đẩy này. Rồi bị Enzo nó quật phạt thì thôi xong luôn. Thế nó bây giờ tích cực phá một xíu nhá. Hiện tại thì tém mình trước có cái trụ nào cả anh em ạ. Còn tém địch thì lấy sóng đó là cái trụ gian ngoài rồi. Thế chắc chẳng thời điểm này thì tém địch đó là lắm lé đó là ta thân sẽ giá. Bởi vì cũng như tém mình thôi, tém mình mà có lời thì phạt. Mục tiêu đó là ta thân sẽ giá và bây giờ ta thân sẽ giá phút thứ 7 là thuộc về tém địch. Rồi rồi pha này bắt được Lily này. Lily khi mà ở dàng kia thì dính ngáy là cú đẩy đến từ ra tém mình khá là hay đấy. Hiện tại thì tém địch có ta thân xế ra rồi nhưng mà thiếu ôi Superman pha này. Ôi thôi sóng tốc biến bỏ chạy anh em ạ. Thì luôn đấy, gắt quá anh em ạ. Trận đấu này thực sự rất chỉ là gắt luôn. Ôi bắt được xạ thủ nó này, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Tém bên mình thì nói chúng cũng khá là mạnh em mà đặc biệt về lết đấy, về lết có lết khó chịu bảo kê cho mình được bắn thì báo phế. Quýt thì cũng phải đó là giai đoạn cuối game nhá, còn giai đoạn đầu game thì khá là yếu. Thôi xong rồi, Ali tém mình vậy là ok, pha này mình phải lùi về ngay và luôn anh em ạ. Vật chiêu cuối sóng chưa hết chiêu cuối đã phải bỏ chạy rồi, bởi vì hiện tại thì Ali tém mình phá đỏ thì cũng chịu luôn, không làm được gì luôn anh em ạ. Alice thì cũng không phải là chất tường cứng cáp, chủ yếu là đồ khó chịu thôi. Còn đồ chống chịu thì khá là ít. Tém mình chống chịu cũng khá là mỏng anh em ạ. Rồi pha này choáng được nó này. Liệu có ăn được màng của con này hay không? Hay rồi. Ulti đến từ Elan thì đã ăn được một màng của tém địch rồi. Nhưng mà hiện tại thì tém mình lên bảng điểm số 2 người rồi. Mình thì chuẩn bị hồi chiêu cuối nhá. Với Wit thì nói chung quay pha này sử dụng chiêu cuối. Ăn được màng. Thế hey, phá đỏ cho mình màng thì tuyệt vời rồi. SP tem mình ăn màng anh em ạ. Phá đỏ uầy. Chạy ngáy và luôn thôi. Thực sự những trận đấu này gọi là phải thể hiện. Không phải thải phải thể hiện chứ phải tập trung khoảng đó là 200% sức lực anh em ạ. Nhiều trận đấu thì đúng là quá dễ luôn. Gọi là chơi cũng win ấy. Nhưng mà những trận đấu gặp những tem chơi hay, những tem chơi tốt, người ta có kỹ năng tuyệt vời thì phải là tập trung cực kỳ là cao độ. Ở thế thủ thì cùng vậy mà ở thế cống cùng vậy, sơ sai một xíu là thôi xong luôn ấy. Cùng như tém địch cùng vậy, tém địch mà chỉ cần sơ sai với tém mình một xíu là phản đòn liền ấy. Bên mình thì có nhược điểm đó là về lệ thì Elan đó cũng không được mạnh nữa anh em ạ.
Với lại thì đám chủ yếu là phụ thuộc vào mình thôi, cũng như là những cú ulti hoặc là những chiêu thức đến từ Elan. Ra thì cũng ổn anh em ạ, nhưng mà cũng không phải là quá tốt. Ôi, dừng tem binh lên rìa rồi. Hiện tại thì thiếu người anh em ạ. Elan tem binh thì cũng đang phiêu dạt ở phương trời nào đó. Thì anh em thấy thì hiện tại bây giờ ta thân xê giá chuẩn bị ra nhá. Thì chắc chắn là tém đích lại lắm lẽ đó là con ta thân xê giá rồi. Thực tế không phải lắm lẽ mà nhưng mà nó ăn ta thân xê giá để cống trụ dễ hơn ấy. Cũng giống như tém binh vậy thôi. Mình đã nói rồi, nếu mà xác định trước cống được trụ, đáng thủ được trụ, thì chắc chắn sẽ con ta thân xê giá thì sẽ giải quyết rất chứ là nhiều. Đấy, nó ăn luôn anh em ạ, ra phạt là ăn luôn. Nhìn cách người ta biết chơi là biết à. Ok, pha này thì mình có chiêu cuối nha anh em. Với Quýt thì tuyệt vời anh em, trận đấu này rất máy rồi là. Vẫn máy rồi là mình cầm Quýt ấy, chiêu cuối thủ trụ cực tốt luôn. Pha này thì hiện tại tém đi. Ui ui, pha này hay này, phải ghi nhận pha này ra chơi hay này. Mình được bắn rồi anh em ạ, góc này thì mình được bắn rồi. Bởi vì hiện tại thì mình vẫn đang còn cái tốc biến nữa, có thể bỏ chạy được vào trụ nhá. Double kill dành cho mình rồi, bắt luôn triple kill này. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tém đi có ta thân xê giá nhưng mà tại vì tém mình phản công anh em ạ. Một phá gọi là đá vào trụ rất chết tốt đến từ vị trí của ra. Bây giờ công trụ thôi, tém đi mất 4 người rồi nhưng mà chắc chắn thì vẫn chưa win được. Bởi vì hiện tại thì tém đi cũng chỉ còn đó là vài giấy nữa ra thì bây giờ sẽ lấy là cái trụ này nhá. Ui, cúi ý đấm rừng mình ngủm luôn kia. Ui ui, thôi xong rồi, pha này nó đấm mình anh em ạ, tốc biến bên này để né này. Đấm đau thật sự. Rồi pha này dùng chiêu cuối luôn nhá. Ok, ăn được cái màn chấm dứt của quý ý rồi. Bây giờ lại tiếp tục về phám thôi. Bởi vì hiện tại thì tém mình cũng lên bảng điểm số 2 người. Còn tém địch thì ra 4 người rồi. Gắt thực sự anh em à. Để quý ý mà đỏ đấm dồn vào tương một phát thì ngùm luôn ấy. Không có cơ hội đâu. Ui ui, thôi xong rồi. Pha này lại mất SP tém mình rồi. Bây giờ mất SP thì chắc chắn lại phải thủ trụ thôi. Không giảm lên anh em ạ, mất SP rồi thì không giảm lên. Bởi vì SP gây đồ khổ chiêu của tém đi. Rất may là mình có chiêu cuối anh em ạ, thủ trụ thoải mái nhá. Lính vào này, pha này mình sử dụng chiêu cuối luôn này. Mà phải tâm xa xa anh em, để nó xích phạt là nó bất lai ấy. Anh em phải đứng sau cung nhá, chơi xa thủ là phải giữ được vị trí nhá. Trừ trường hợp nó tấn công tổng lực thì phải chịu thôi. Còn chơi xa thủ phải giữ vị trí cho anh em mà lao lên phạt là nó xích phạt là ngùm luôn ấy. Hoặc là để Superman nó đầy rái. Ok, bây giờ thì nắm đầu nắm rồi này, liệu có chơi được hay không. Bởi vì bên mình có Alit mà, chỉ cần Alit quá cái dòng chảy thôi không tốt phạt là báo phê luôn. Nói chung trận đầu này thì bây giờ tỷ lệ thắng thì nói chung chưa biết bên nào anh em, bên nào combat tốt hơn thì bên đó thắng thôi. Hiện tại thì ta thân xê giá chuẩn bị ra rồi và chắc chắn tém địch lại ăn ta thân xê giá tiếp. Đó là điều đương nhiên rồi. Nếu mà tém mình cống được thì tốt, mà tém mình không cống được thì chắc chắn là ta thân xê giá sẽ thuộc về tém địch. Ôi ơi, pha này bắt được này, bắt được một người. Ôi thôi xong rồi, pha này thì chắc có lẽ là không thoát được rồi. Pha này sẽ phải lui về nhá. Hiện tại thì mình đã có cúng ta má rồi, hy vọng đó là phá một xíu nữa để đó là có giá vô mình. Thì bây giờ anh em có thể thấy thì ta thân xê giá xuất hiện đấy, nó là ăn liền này. Nhưng mà tém binh phá này, ui thôi xong rồi. Nó đấm phạt đó là dưng tém binh bay mau luôn. Nhưng mà phá này rất may anh em ạ, mình cũng ăn được đó là quý ý của tém địch rồi. Phá này sẽ phải lui về thôi. Đấm phạt ra chỉ còn xíu máu. Kính. Ok, nói chung bây giờ lường đám này thì lường đám của Quýt bắt đầu tốt rồi nha anh em. Thời điểm này mình mà được bắn là tốt này. Nãy giờ thì nói chung mình cũng được bắn rồi, chỉ có giai đoạn đầu game nó ép 4 5 thang thôi, còn giai đoạn này là mình được bắn rồi.
Superman cục vàng này, Captain America cục vàng này, ông kia thì tổng vùng thôi, ông này Enzo cục vàng luôn này, Liliana cục vàng luôn. Anh em thấy kinh khủng chưa, kinh khủng chưa? Trận đấu này thì mình cũng được MVP anh em ạ. Thì chúng cùng rất may đó là chưa mất chuỗi anh em ạ. Chuỗi thắng mười mấy rồi nhưng mà trận đấu này mình tưởng là mất chuỗi, ai dè là vẫn chưa mất chuỗi. Một pha lật kèo khá là hay. Thì anh em cùng đó là theo dõi đó là tỷ lệ thắng này. 1.700 trận tỷ lệ thắng 72.8%. Cà phê ní. Kinh khủng chưa? Rồi ông Liliana thì anh em cùng theo dõi 3.364 trận tỷ lệ thắng 64.2%. Quá kinh khủng. Lên thẳng khoảng 55% là đã cao rồi, chứ đừng nói 67% anh em ạ. Quý ý thì khá là ít. Quý ý mới tục vùng đến là chỉ mấy trăm trần thôi. Hôm nay Enzo 2.000 trần này, 62.9%. Nói chung tâm đến 60% là hay rồi. Ok, và clip này thì cũng kết thúc ở đây rồi. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi kênh vay của mình. Thì về đó là trang bị cho quýt như thế nào thì anh em cũng theo dõi được rồi. Cũng như đó là bảng ngọc thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha anh em. Chúc anh em luôn leo rank thật là thành công và vui vẻ.